kính chào quý khán giả xem truyền hình. Quý vị và bạn đang theo dõi chuyên mục phỏng vấn chuyên đề phát sóng tối thứ năm hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và bạn, giao đất giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 là một chủ trương lớn của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên thì trong quá trình triển khai những năm qua thì cái tiến độ nó vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Huyện Mường Ảng thì được tỉnh chọn là huyện thực hiện thí điểm về công tác giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Đến thời điểm hiện tại thì huyện đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Vậy những kết quả này là gì? Những khó khăn tồn tại còn gặp phải vướng mắc tại cơ sở cũng như là những cái bài học kinh nghiệm rút ra của huyện Mường Ảng ra sao? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng, trưởng ban chỉ đạo giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. Trước hết thì xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Hiệp đã nhận lời mời tham gia chương trình. Trước khi trao đổi về chủ đề ngày hôm nay, mời ông cùng quý khán giả theo dõi một clip ngắn. Cuối năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch về rà soát hoàn chỉnh việc giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023. Đến nay, sau 2 năm triển khai, toàn tỉnh đã có 5 trên 10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng với tổng diện tích là gần 27.000 ha, đạt tỷ lệ 25%. Riêng đất lâm nghiệp chưa có rừng mới thực hiện được hơn 19.000 ha, đạt 6,7%. Trong đó, các địa phương đã giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho trên 2.200 tổ chức hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với tổng diện tích gần 29.000 ha. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn hạn chế, tiến độ thực hiện tại nhiều huyện rất chậm so với kế hoạch đề ra. Năm 2020, huyện Mường Ảng được tỉnh chọn làm điểm thực hiện công tác giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. Theo đó, huyện Mường Ảng đã thống nhất quy trình cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Hiệp, là huyện Mường Ảng là một trong những cái huyện đạt được kết quả rất là tích cực trong cái công tác giao đất giao rừng cũng như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Vậy xin ông chia sẻ những kết quả nổi bật nhất mà huyện đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Vâng, đối với công tác giao đất giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Mường Ảng thì ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh thì Ủy ban nhân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch để báo cáo với Ban Thường vụ huyện ủy, đồng thời thành lập ban chỉ đạo và hội đồng giao đất giao rừng từ huyện đến xã. Và chúng tôi đã tiến hành triển khai đồng bộ các giải pháp. Đó là cái thứ nhất là tập trung đưa toàn bộ cả hệ thống trị vào cuộc, tuyên truyền vận động cho người dân hiểu về cái mục đích và yêu cầu và cái ý nghĩa của việc tổ chức giao đất giao rừng, đặc biệt là cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 19-23 trên địa bàn tất cả các xã thị trấn. Đồng thời là bắt đầu là tiến hành là triển khai thực hiện. Thì đến nay thì huyện Mường Ảng năm 2021 thì chúng tôi đã tiến hành xác định làm điểm hai xã, đó là xã Hàng Nưa và xã Thị Trấn. Thì kết quả thì đến nay thì đối với xã Hàng Nưa và thị trấn Mường Ảng thì chúng tôi đã cơ bản thực hiện xong cái việc giao đất có rừng và đặc biệt là cái đất lâm nghiệp chưa có rừng thì đã cấp giấy chứng nhận và giao đến tận hộ, ban chỉ đạo cũng như là tổ đo đạc của huyện phối hợp với lại đơn vị tư vấn và ủy ban các xã là đang tiến hành triển khai đo đạc. Và chúng tôi đã tiến hành là làm theo phương án cuốn chiếu và sử dụng là chủ yếu là máy GPS và sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn của tổ giúp việc của huyện, đó là phòng tài nguyên môi trường, trung tâm quản lý đất đai, phòng nông nghiệp, hạt kiểm lâm cùng với cán bộ địa chính của xã là phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc và làm công tác ngoại nghiệp. Thì đến nay để đang triển khai ở ba xã, đó là xã Búng Lao, xã Hàng Cang và xã Mường Lạng. Vâng, đến nay thì huyện Mường Ảng có thể coi là huyện đầu tiên gần như là hoàn thành cái việc giao đất giao rừng cũng như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng cho các địa phương. Vậy thì những cái giải pháp nào đã được huyện triển khai thực hiện để đạt được kết quả như trên ạ? Đối với các giải pháp thực hiện cái việc giao đất có rừng ấy, thì cái khó khăn nhất đó là cái làm sao phải tuyên truyền nhận thức cho người dân về khi đã giao cho các chủ hộ gia đình hoặc cộng đồng dân cư quản lý thì cái tác dụng của cái việc giao đất có rừng như thế nào. Cái thứ hai nữa đó là phải tập trung giải quyết dứt điểm những cái việc tranh chấp của các nhóm hộ
hoặc các hộ gia đình. Và khi giải quyết xong tranh chấp thì tiến hành mới tiến hành giao đất có rừng cho hộ gia đình cũng như cộng đồng dân cư. Thì trong những năm vừa qua thì trên địa bàn huyện Mường Ảng cũng có một số cái tụ vị trí là tranh chấp kéo dài, và lãnh đạo huyện chúng tôi cũng đã tập trung vào chỉ đạo đối với các xã, các phòng ban chuyên môn là tìm hiểu, làm rõ cái nguyên nhân tranh chấp. Và đặc biệt như chỗ bản Tầm Phẩm của xã Nậm Lịch và bản Hua Ná của xã Mường Lạng là cái tranh chấp kéo dài là gần chục năm nay. Và khi chúng ta vào cuộc phân tích rõ và làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức ra thì người dân đồng thuận, thì cái việc tổ chức và giao đất có rừng cho người dân thì khi đã được người dân đồng thuận thì người dân sẽ bảo vệ rất tốt cái diện tích rừng được giao. Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Hiệp. Trước khi tiếp tục trao đổi về chủ đề ngày hôm nay thì mời ông cùng quý khán giả tiếp tục theo dõi một clip ngắn. Việc cơ bản hoàn thành giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng là tiền đề quan trọng để huyện Mường Ảng hoàn thành các mục tiêu tiếp theo trong công tác giao đất giao rừng theo kế hoạch. Và để thực hiện mục tiêu giao, xã nào hoàn thành dứt điểm xã đó, công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và đơn vị tư vấn được đặt lên hàng đầu. Sau khi là đã triển khai hội nghị ở cấp huyện thì là hội đồng giao đất giao rừng ở cấp xã sẽ thành lập cũng như là sẽ tiến hành họp, có lên kế hoạch và có lịch xuống làm việc từng bản cụ thể. Và trên cơ sở đó thì là tổ chuyên viên giúp việc ban chỉ đạo giao đất giao rừng cấp huyện sẽ phối hợp với lại đơn vị tư vấn và ủy ban nhân hội đồng giao đất giao rừng cấp xã là sẽ xuống thực địa để giao đất. Mục tiêu của công tác giao đất giao rừng là để tổ chức cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng thực sự trở thành chủ rừng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bởi vậy, trong quá trình giao đất giao rừng, huyện Mường Ảng đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định và có sự tham gia thống nhất của người dân, cộng đồng dân cư. Đối với kiểm lâm thì là cơ quan tham mưu đi phối hợp cùng với phòng tài nguyên môi trường với chức năng là xác định hiện trạng rừng, xem thực tế là có rừng hay không có rừng. Thì chúng tôi cũng cùng kết hợp với các phòng ban tư vấn và bên phòng tài nguyên môi trường huyện Mường Ảng thì sẽ phải xác định cụ thể là tiểu khu, lô, khoảnh, trạng thái rừng và loại rừng nào. Bà con cũng đã theo chúng tôi đi đến thực địa để nhận cái lô rừng này là nay mai sẽ giao về cho bản. Trong năm 2022, huyện Mường Ảng xác định tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, nhất là đối với các diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng. Vâng, việc thực hiện giao đất giao rừng cũng như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp ấy thì đã được tỉnh thực hiện liên tục và xuyên suốt trong những năm qua. Tuy nhiên trong thực tế thì nó không tránh khỏi những cái khó khăn vướng mắc. Vậy những cái khó khăn vướng mắc này ở huyện Mường Ảng là gì ạ, thưa ông? Đối với huyện Mường Ảng thì qua cái thực tế triển khai thì chúng tôi thấy là để giải quyết được cái việc đó thì cái khó khăn vướng mắc nhất đó là cái mà khi đã tuyên truyền cho người dân hiểu rồi nhưng cái giải quyết tranh chấp dứt điểm. Nếu như mà giải quyết tranh chấp không dứt điểm thì cái việc giao đất, giao rừng hoặc kể cả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thì sẽ có cái hệ lụy về đằng về sau. Và khi mà người ta có thể là ép người dân phải chấp nhận thì sau đó vẫn có nhen nhóm bùng lên. Nhưng mà nên là cái việc mà giải quyết tranh chấp thì phải tìm ra được cái nguyên nhân sâu xa và giải quyết dứt điểm và tạo được cái sự đồng thuận của người dân. Đấy là cái khó khăn lớn nhất. Cái thứ hai nữa thì với huyện Mường Ảng có thể không là khó khăn, nhưng với các huyện thì chúng tôi nghĩ là khó khăn. Đó là cái việc đội ngũ cán bộ chuyên môn sử dụng thành thạo máy GPS. Mường Ảng có thể bởi vì chúng tôi có kinh nghiệm từ năm 2016 đến 2020 là anh em chuyên môn của huyện đã sử dụng thành thạo và tôi đã trang bị đầy đủ máy GPS cho anh em thực hiện rồi. Nhưng qua cái hội nghị của tỉnh triển khai trên địa bàn huyện Mường Ảng thì cái mà tập huấn nâng cao cái nghiệp vụ cho đội ngũ cái tổ giao tổ của huyện ấy, tổ giúp việc của huyện và cái cán bộ địa chính của xã thì đây là một cái khó khăn mà tôi nghĩ rằng là qua cái hội nghị của tỉnh thì các huyện cũng và tại cái buổi đó tôi cũng đã trao đổi rất là rõ là nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các huyện để thực hiện cái việc tập huấn nâng cao cái nghiệp vụ cho sử dụng máy GPS để anh em là phối hợp với đơn vị tư vấn và không quá phụ thuộc vào đơn vị tư vấn trong việc đo đạc ngoại nghiệp.
Vâng, đến thời điểm hiện tại thì cái tỷ lệ mà giao đất giao rừng cũng như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với những cái diện tích chưa có rừng ấy thì đạt tỷ lệ còn thấp. Vậy nguyên nhân chính là do đâu ạ? Đối với cái việc tỷ lệ giao đất lâm nghiệp chưa có rừng mà đạt tỷ lệ thấp ấy, thì cái nguyên nhân chính là cái thứ nhất là phải nói là cái sự vào cuộc của các huyện và kể cả của huyện Mường Ảng ban đầu là chưa định hướng được rõ ràng về cách làm. Đấy. Bởi vì lúc đó là đang có cái tư tưởng xem là sử dụng cái biện cách làm như thế nào. Đấy. Và chính vì như vậy nên là huyện Mường Ảng cũng chỉ làm điểm hai xã, đó là Ảng Nưa và thị trấn, để rút ra cái kinh nghiệm. Và sau khi làm Ảng Nưa thị trấn thì chúng tôi mạnh dạn đề xuất báo cáo ủy ban tỉnh là mạnh dạn đề xuất sử dụng phương án là dùng máy GPS và sử dụng cán bộ của xã, của huyện cùng đơn vị tư vấn làm. Đấy. Trước đây là chúng ta là gần như là tất cả cái việc đo đạc quy hoạch là phụ thuộc 90 trên 90% vào đơn vị tư vấn. Nhưng bây giờ công việc đó được san cho là tổ liên ngành của huyện, đó là các phòng ban chuyên môn của huyện, cán bộ địa chính xã đo đạc, kể cả chút lên hệ thống bản đồ thì cán bộ huyện cũng đã làm được. Nên là cái việc về cách làm, đắn đo cách làm ở năm 2021 là thăm dò. Sau khi huyện Mường Ảng thành công trong cái việc đó thì rút kinh nghiệm ra thì các huyện bắt đầu mới tiến hành triển khai, một số huyện mới bắt đầu tiến hành triển khai. Nên cái tỷ lệ mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng ở cái giai đoạn năm 2021 là rất là thấp. Vâng, vậy thì trong thời gian tới để đạt được những cái mục tiêu đã đặt ra thì huyện Mường Ảng sẽ tập trung thực hiện những cái giải pháp cũng như là nhiệm vụ trọng tâm như thế nào? Ngay từ đầu năm chúng tôi đã phải xác định là cái kế hoạch và cách làm, biện pháp làm như thế nào để đáp ứng được cái tiến độ, cái yêu cầu của ban chỉ đạo huyện. Thì như huyện Mường Ảng hiện nay là chúng tôi chia làm cuốn chiếu, là như tôi nói ban đầu đấy, ngay sau Tết Nguyên Đán là chúng tôi đang tiến hành đo đạc tại ba xã Ảng Cang, Búng Lao và Mường Lạn. Sau khi xong ba xã này và trong quá trình đo đạc ba xã này thì chúng tôi cho phép Phòng Tài nguyên Môi trường trưng tập toàn bộ cán bộ địa chính của 7 xã còn lại để tập trung vào làm. Ba xã này có thể chỉ làm trong một tuần là xong. Đấy. Sau khi làm xong ba xã này, đo đạc xong, xác định quy chủ xong thì bắt đầu tiến hành cuốn chiếu sang ba xã khác. Theo kế hoạch cụ thể của huyện thì chúng tôi sẽ triển khai đo đạc toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng xong trước mùa mưa, và cụ thể là trước ngày 15 tháng 5 là hoàn chỉnh việc đo đạc, xác định chủ sử dụng của các thửa đất lâm nghiệp chưa có rừng. Và sau bắt đầu vào mùa mưa thì các phòng ban chuyên môn của huyện cũng như cùng đơn vị tư vấn sẽ triển khai các bước nội nghiệp và làm sao đến 31 tháng 12 năm 2022 là huyện sẽ cơ bản xong toàn bộ diện tích giao đất có rừng cũng như là đất lâm nghiệp chưa có rừng của giai đoạn 2019-2023. Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, giao đất giao rừng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện trong nhiều năm qua. Và trong thực tế thì khi mà giao đất giao rừng đến tận cộng đồng, tổ chức cũng như là các hộ gia đình thì các diện tích rừng được bảo vệ và quản lý tốt, hạn chế tối đa cái việc phá, tàn phá tầm nguồn tài nguyên rừng. Trong thời gian tới, hy vọng với những kết quả đã đạt được thì huyện Mường Ảng sẽ hoàn thành được cái mục tiêu giao đất giao rừng cũng như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của huyện. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng, trưởng ban chỉ đạo giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.